Tiên thánh thượng ngàn Dương Văn, Tiên thánh thượng ngàn Đông Quang Tuần Quan cánh khuya nguyệt là lặng nề sao tàn nề thói xanh bán nguyệt yên quan nề quan trèo vào gập gành nghề quan nề mắt nhi lâu cao Yeah.
sơn tinh cầm thương hồ về sầu quyền sầu hai năm thập lục châu chơi rừng quê chơi rừng đào khi ra tan cái ngày vào thắt con vườn kêu chim bắt đầu ngon ý à. Hòa yêu hoa
người ban ra bốn phương hội họp để đa tháng ngày ban cho tiền tốn mưa dày công lực cho lắm về đây lại nhiều ban cho đông đường dài nhất sang yêu công lực cho nhiều năm ngoái năm xưa họ vui con đang coi chúng ta ba mươi mười một ngày mười bốn hôm rằm mẹ ba mươi mười một thank you.
sợ hãi hùng ngày đêm, lo sợ hãi hùng không sai chồng đã ứng trong thank you.
tây đàn tang tính tình nghề tang nghề miệng cười hoa nở ai đang trầu hầu muôn dân. Muôn dân thiên hạ đâu hạ đâu chân nam thiên à ơi à, nữ trung nghiêu thuận đi đất sơn nam có đấng nghi châm quanh quý hương an thái xã danh quý hương an thái xã danh nghe có chùa để tư hách danh nghe con chuyên điều thời điều thời phụng sắc hoàng thiên ý
dòng nhan cực kỳ diệu khai quang chiếu từ trung hạ tích tăng cúng giang kim phụng hoàng lân cận thánh chúa thiên trung vương ca năng thâm xa ân từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim đỉnh lễ khai quang chiếu đàn duyên Thank you.
sầu năm sông hoa mỹ kiều diêm đường ra hồi Bắc Giang về là chi lý đưa lục cung công công chúa chầu bà anh ta linh thầm trầm khói nhang bạt ngào vui đền thờ trên na đình non cao ý à. Thank you.
gặp bái, kẻ ngược xuôi qua lại cúc cung, non cao nước biếc ngàn trùng. Trong năm mươi sắp cao
Châu xinh như hoa, châu đẹp như tiên, giáng sinh yêu kiều. Giáng sinh yêu kiều là nỗi ế cười làm ngất ngây trần gian. Thank you.
gươm đao phơi với ni cờ bay bốn bề khép chặt vòng vây ấy. Thank you.
hắn mùi mô xào cha kéo quân sang cướp mê của giết người gây lên tội ác tày trời. Thái thú Tô Đình chính người chủ mưu. Thank you.
lụa bạch nghề lưng đeo cung kiếm thanh kiếm trường trước điện đi bước xa thường dần nghề trong cõi xa bà lòng mà tham chìm mà đắm mê đức hoàng ông bơ hoàng khó lên ý. Một chuyện nhang Long Thành dâng một chuyện nhang tấu về thủy phủ Dương Gian các tòa thiên đình địa phủ Diêm La là chốn Diêm La thiên đình là chốn Diêm La tấu về thủy phủ vua cha độc đình muôn dòng là gia thủy cung thỉnh bóng hoàng về hôm nay thỉnh bóng hoàng về sương hôm nhang khói nhang mắt phục thờ chân kinh có thương nào
đường về tiền hải bao xa. Có điện thất bảo có tòa của tòa hưng long tinh tình tay tiên chuốt chén rượu đào dâng nhất tuần sơ dâng lên bề ngọc các cô đi dâng vào là mời dứt cung bơ hoàng rơi các cô dâng vào là mời dứt cung bơ hoàng rơi. Tay tiên chuốc chén rượu dâng lên bệ ngọc mà các cô nâng mời là mời sức ông bơ hoàng rơi a rơi rất ông hoàng rơi để tam bôi tay giọt rượu đào tuần chúng dâng lên bề ngọc để các cô dâng vào là mời sức quan hoàng bơ rơi các cô dâng vào là mời sức quan hoàng bơ rơi. Gió hiu hiu thổi lửa một khóa thiền ông bơ người sưởi ấm hôn tay nâng bầu rượu ngồi tựa bên mặt bút tiên nhiên ngọc hòa vần thơ lại lặng thơ ông hoàng bơ hỏi cung hằng cung hằng ơi sao lúc mờ lúc sáng chẳng nhớ thương ai mà khi quyết lại khi đầy hay chẳng còn vui tiệc còn vương vân chi đây rượu chưa cạn ba chén rượu đào tay nâng chưa cạn ông lỡ chia tay sao
Chỉ còn bầu rượu với tôi thôi.